Một. Chào mừng quý vị đến tham gia tuần lễ đấu giá từ thiện mỗi năm một lần của chúng tôi. Rất vinh hạnh năm nay vẫn là tôi chủ trì buổi lễ đấu giá lần này. Năm nay tất cả số tiền mà chúng ta bán đấu giá được vẫn sẽ dưới sự công chứng của phòng công chứng phía đông thành phố chúng ta quyên tặng cho cơ quan từ thiện của thành phố. Tiếp sau đây sẽ là sản phẩm đấu giá đầu tiên của chúng tôi. Mục tiêu vừa mới bước vào phòng VIP số 6. Anh biết rồi, là lỗi của anh. Anh có lỗi với hai mẹ con em. Đơn ly hôn anh đã ký tên sẵn rồi, để ở chỗ ba của em. Điều mấu chốt bây giờ là khi nào anh mới rảnh đây? Sức khỏe của Tiểu Đồng không thể đợi thêm được nữa. Anh biết rồi, làm xong vụ án này anh sẽ tới bệnh viện. Chạy đi nha. Đội trưởng à, đã kết nối với camera của phòng VIP số 6. Cao Sương đã tới rồi. Đội trưởng à, hình ảnh không được rõ cho lắm. Đừng sốt ruột. Trung tâm chỉ huy đã chốt mục tiêu, đã chốt mục tiêu. Hoàn tất chuẩn bị tiếp nhận. Trương Hoa, chúng tôi xong rồi. Chuẩn bị tiếp nhận bất kỳ lúc nào, gọi đi. Tư Tổng à, gặp được anh không dễ chút nào. À, Cao Tổng, ngồi. À. Tác phẩm tranh sơn dầu tiếp theo là một tuyệt tác do ông Hiểu Quang đã mất 3 năm để sáng tác nên, Sức nặng của tham vọng. Giá khởi đầu là 800.000 tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Tư Tổng à, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. 1 triệu tệ, chỗ ngồi số 003. Còn ai khác nữa không? 1.200.000 số 119. Còn ai nữa không? 1.300.000. 1.300.000. Tôi thì không thưởng thức nổi loại nghệ thuật này. Nhìn cả buổi tối rồi mà cũng không biết là vẽ cái gì nữa. Tôi cũng không thưởng thức nổi, đặc biệt là nghệ thuật đương đại. Nhưng mà tôi biết câu chuyện đằng sau bức tranh này. Một chú mèo con muốn ăn thịt một con cá nhỏ trong hồ nước. Vậy nên nó đẩy những con mèo con khác xuống dưới nước, đạp lên bọn chúng để bắt con cá đó. Nhưng mà con cá chạy mất, nó cũng không có cách nào để trở lại bờ, bởi vì những người bạn tốt của nó đều đã chết đuối. Cho nên tên của bức tranh này là Sức nặng của tham vọng. Vẽ toàn là nước. Con mèo này cứ xem là con mèo đi. Hả? Cá đâu? Bơi mất rồi. Hoặc là cơ bản không hề có cá. Phòng VIP số 6, 4 triệu tệ. Báo giá mới nhất là 4 triệu tệ. Xem ra cao trào của buổi đấu giá hôm nay đã bắt đầu rồi. 4 triệu tệ lần thứ nhất. 4 triệu tệ lần thứ hai. Phòng VIP số 8, ra giá 5 triệu tệ. Phòng VIP số 6 trên lầu 8 triệu tệ. Xem ra hai quý ngài của hôm nay đều là những người yêu tranh. Rốt cuộc sẽ về tay ai đây? 10 triệu tệ. Đây là tác phẩm đầu tiên đột phá mức giá 10 triệu tệ của buổi tối ngày hôm nay. 10 triệu tệ. Phòng VIP số 8, 10 triệu tệ.
Tư Tổng à, nếu như anh thích bức tranh này như vậy, tôi sẽ lấy nó xuống đem tặng cho anh nha. Hả? Tôi ra giá 12 triệu tệ. Wow, vậy? Chúc mừng vị khách ở phòng VIP số 6, 12 triệu tệ. Bức tranh này đáng giá nhiều tiền như vậy sao? 12 triệu tệ lần thứ nhất, 12 triệu tệ lần thứ hai, 12 triệu tệ lần thứ ba. Thành giao. Xin chúc mừng vị khách ở phòng VIP số 6. Anh chính là ngôi sao từ thiện của buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự tham gia của anh. Cảm ơn. Chúc mừng anh đã mua được bức tranh mà mình thích. Bức tranh này vốn dĩ là của tôi. Anh bỏ ra 12 triệu tệ để mua lại bức tranh của mình sao? Tranh ở trong tay người họa sĩ này, tôi có 10 bức. Bình quân mỗi bức là thu 2 triệu. À, đòn bẩy giữa 1 và 6. Những bức khác cũng phải gấp 6 lần trở lên. Tôi không hiểu về nghệ thuật. Có điều chỉ là thứ anh thích. Chính là vô giá rồi. Vậy tham vọng của cao tổng có giá không? Tôi chỉ hy vọng có được cái mình đáng có. Tất cả. Được, tôi sẽ làm đòn bẩy cho anh. Tôi chỉ hy vọng có được cái mình đáng có. Người đàn ông này là chủ tịch của cổ phần tư nhân Hải Tường sao? Đúng vậy, là Tư Phong. Mở tiếng lên mức lớn nhất đi. Tư tổng, chuyện anh giao phó làm xong rồi. Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ đem 2 bức tranh còn lại qua cho cô. Cảm ơn Tư tổng. Cô ấy cũng là người của anh à? Chỉ có đối thủ mới là bạn tốt nhất của chúng ta. Chỉ có đối thủ mới là bạn tốt nhất của chúng ta. Đội trưởng à, đưa tay nghe cho tôi. Tư tổng à, tôi thật sự không phục mưu lực của anh đó. Không dám. Hôm nay tôi tới là... Tôi biết mục đích của anh tới. Quốc tế Tân Thịnh có một mẫu sản phẩm rất khá, không lâu nữa sẽ công bố ra bên ngoài. Vào lúc này anh có thể tùy ý mua cổ phiếu của họ. Trước 11 giờ ngày mốt tôi khuyên anh nên bỏ hết nó đi. Tôi hiểu rồi. Chính là đợi cô nói này. Thu âm lại rồi chứ? Thu âm lại hết rồi. Vào lúc này anh có thể tùy ý mua cổ phiếu của họ. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, bây giờ đang chuyển số liệu quan trọng qua, mời tiếp nhận. Cắt tín hiệu đi. Nhìn lên. Tín hiệu bị cắt đứt rồi. Đem một cứng dây cục luôn. Cậu đi điều tra chiếc xe dịch vụ ở phía đối diện đi. Dạ. Có người tới, đi mau. Anh, em đã làm xong việc rồi. Chúng ta đi thôi. Cho em biết giữ mạng sống là quan trọng, sống thì mới trả thù được. Dù cho ai chạy ra ngoài đều phải tìm Tử Phong trước, nghe rõ chưa?
chào cậu. Cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Cục trưởng Lâm. Trương Hoa, bên chỗ cậu có gì sao? Chúng tôi đã quay lại được chứng cứ then chốt giao dịch nội bộ. Trong lúc gửi qua thì bị đứt tín hiệu, có nhiễu từ trường mạnh. Bây giờ tôi đang đem ổ cứng quay về cục. Có phải có người giở trò không? Bây giờ thì vẫn chưa rõ, nhưng mà lúc nãy hình như có người bám theo tôi. Chỉ có điều là Trương Hoa, Trương Hoa, nói đi. Tình trạng của cô ấy sao rồi? Khó nói lắm. Lúc đó tôi rẽ qua như bình thường, thật sự không nhìn thấy đèn xe, cũng không nghe thấy tiếng còi. Chiếc xe đột ngột chui ra. Anh cảnh sát, tình hình lúc đó là như vậy á. Sao tôi có cảm giác là anh chưa nói thật với tôi vậy? Lời tôi nói đều là thật, thưa anh cảnh sát. Vô lộ à? Có chuyện gì? Đội phó Tàu, chúng tôi đã điều tra qua hết rồi. Trương Hằng tài xế xe tải lúc 10 giờ sáng sau khi rời khỏi nhà đã đi tới khu phố Nam Á. Khu phố Nam Á sao? Đúng. Điều tra được anh ta tới làm gì không? Gặp người tình. Chúng tôi đã hỏi rồi, anh ta luôn ở đó không rời đi. Điện thoại của Trương Hằng và đơn vị công tác cũng đã điều tra rồi. Ngoài mối quan hệ tình cảm khá phức tạp ra, không có dính đến cờ bạc, cũng không có những thói quen xấu như nghiện rượu, nghiện hút, vân vân. Kể cả tài khoản điện thoại của anh ấy hiện tại cũng không có chỗ nào khả nghi.
Đội trưởng Hạ, bên này có phát hiện. Được rồi. Alo. Đội trưởng Hạ, tôi Tào Thụy đây. Tôi báo cáo với cô tình hình ở bên này. Làng gì, tôi vừa mới thẩm vấn Trương Hằng, sau đó kết hợp với kết quả điều tra của bên chỗ Dương Lộ, tôi thấy chuyện này làng gì nè. Sao dài dòng quá vậy? Là do tôi, chắc là tôi cần thêm thời gian nữa để điều tra. Vậy tra cho rõ rồi nói với tôi. Trong chuyện Trương Hoa bị xe tông, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Đằng sau chắc chắn có điều kỳ lạ. Chuyện này đã kinh động đến tỉnh ủy, chính quyền tỉnh và Bộ Công an. Chỉ thị của cấp trên là bằng mọi giá điều tra rõ sự thật. Giám đốc yên tâm đi, tôi không để máu Trương Hoa rơi vô ích đâu. Tôi hiểu tâm trạng của anh vào lúc này, nhưng vụ án này phải nhanh chóng phá đi. Tổ trưởng tổ trọng án đã chọn được người chưa? Đã chọn được một người phù hợp rồi. Ông ơi, ông ngồi đi. Cảm ơn nha. Của cô đây. Mời ông ngồi. Các chú các dì à. Đừng nóng nóng nha. Đây là tài liệu tuyên truyền của chúng tôi, mọi người xem qua nha. Đội trưởng Tiêu, tài khoản đã đóng băng, sổ sách tài sản đều được dọn dẹp sơ bộ, tài sản có thể thu hồi để ngăn tổn thất, chắc là không vượt quá 5%. Căn cứ vào dòng tiền và phương thức lừa gạt của công ty quản lý tài sản và quản lý tài chính ngàn tỷ mà Đỗ Phó Hà đang theo dõi, đều do chú Đặc Xuyên kiểm soát. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Dạ, mua cà phê cho anh em. Dạ được. Ê, đội trưởng à, cục trưởng nói rồi, kêu anh đừng có tham gia hành động dây bắt lần này. Tôi có nói tôi muốn tham gia vào lần dây bắt này đâu. Tôi tới để nói cho các cô một tình huống mới. Chu Đạt Xuyên có liên quan đến quản lý tài chính ngàn tỷ, cũng có liên quan đến quản lý tài sản. Lát nữa nhớ ghi lại. Dạ. Đội phó là đội trưởng Tiêu. Tôi biết là ai tới rồi, để anh ấy vào. Dạ. Đội trưởng Tiêu. Vất vả rồi. Nè, Lão Hà. Lão Tiêu, sao anh tới đây vậy? Lá tè đó, nè. Bỏ ít sữa, 2 muỗng đường, chính là anh lắm chuyện. Đội phó Hà, có điện thoại gọi tới. Lập tức ra ngay. Thôi quen thôi. Lập tức tra coi là ở đâu gọi tới. Tra ra rồi, tới từ sân bay miền Nam. Các đơn vị chú ý, tôi là Hà Chí Dũng. Nghi phạm rất có thể hôm nay sẽ bỏ trốn. Mục tiêu là sân bay ở miền Nam, bố trí dọc đường. Có thể trích xuất camera mấy ngày nay không? Chuyện này... Chúng ta còn xe không vậy? Đi làm nhiệm vụ hết rồi. Còn đây là xe của ai? Này là xe của đội phó Hà mới mua. Đội trưởng Tiêu. Hiện giờ xe của chúng tôi đang trên đường tới sân bay. Từ Nam tới Tây, đã sắp tới cầu Trạch Tính. Nghe rõ, chúng tôi đang ở cửa vào cầu Trạch Tính. Chào anh. Thưa anh, mời anh ngồi một lát. Tôi đi lấy cho anh ít tài liệu. Đến với công ty quản lý tài chính ngàn tỷ chúng tôi, mọi khách hàng đều có lợi ích vô cùng lớn. Anh muốn uống cà phê hay trà? Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn. Được, vậy đợi một lát. Ông ơi, ông xem, đây là sản phẩm mới nhất mà bên con mới đưa ra. Lãi suất 12%, cao gấp đôi ngân hàng luôn.
gái. Mời bác xem qua sản phẩm quản lý tài chính mới của tụi con. Lãi suất năm có thể lên tới 20%. 20% rất cao đó. Bác gái, bác xem qua gói này đi. Tiền của tôi, tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Alo, đồn phó Hà, đã lấy được lệnh truy nã rồi, có thể thực hiện bắt giữ. Anh em, chặn chiếc xe Audi màu đen đó lại cho tôi. Phòng điều tra kinh tế cục công an thành phố Bình Hải, mời xuống xe phối hợp điều tra. Cái gì vậy? Có chuyện gì Lâu Tiêu? Bà cho, lối ra nhà để xe ngầm quốc tế Phong Nhuận, Giang D8H10N. Làm gì đây? Cướp tiền mồ hôi nước mắt của người dân rồi định chạy sao? Vốn dĩ rất muốn khen anh, rất giỏi giữ bình tĩnh. Biết phòng điều tra kinh tế chúng tôi đang điều tra anh, vẫn điềm nhiên mỗi ngày đi làm tan ca như bình thường. Bởi vì anh biết, đội điều tra chúng tôi từ lúc điều tra, lấy chứng cứ đến lúc nắm được bằng chứng xác thực thực hiện bắt giữ cần có một thời gian từ một tuần đến mười mấy ngày. Nên anh có thể lên kế hoạch tuyến đường trốn chạy, sau đó cho chúng tôi một cái điện thoại có thể nghe lén được, để chúng tôi hiểu lầm rằng tuyến đường chạy trốn của anh là đi sân bay, có đúng không? Cười có nghĩa là tôi nói đúng rồi. Suýt chút nữa là anh đã làm được không một chút sơ hở. Anh có biết tại sao không? Bởi vì con người của anh đen tối. Anh đừng tưởng anh ăn mặc giống như người thường. Dáng đi của anh điềm tĩnh và đỉnh đạt, không một chút nhục nhã nào. Thế thân của anh không được rồi, anh ta sợ đó. Tôi ngược lại, cái dáng đi của anh ta hoang mang hoảng sợ, còn cái hộp nữa chứ. Cái vali mà anh xách trên tay là sọc dọc, có đúng không? Phóng lớn thêm một chút. Cái vali người thế thân cầm là sọc ngang, vậy mới nói chi tiết nhỏ thôi. Nếu như có cơ hội thì lần sau nhớ chú ý chi tiết nhỏ đó. Rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Bắt anh chứ gì nữa. Dựa vào anh. Lên. Cảnh sát đó, tấn công cảnh sát là tội nặng lắm nha. Nhanh, quốc tế Phong Nhuận. Yeah.
Lão Hà, đường Trường Xuân về phía đông, nghĩ cách chặn hắn lại đi. Tiêu đâu? Đội trưởng Tiêu đang tiến về vùng ngoại ô phía nam. Nhanh, ngoại ô phía nam. Đã đổ. Khoan đã, anh ta đuổi theo bằng gì? Xe mua trận mới mua của anh đó. Cái gì? Chú Đạt Xuyên, anh đã bị bắt. Rốt cuộc thì các người là ai? Có đáng bán mạng vậy không? Đáng chứ. Chính thức làm quen một chút. Cảnh sát kinh tế Tiêu Kiếm. Nhanh lên đi. Cộng lại đi. Máy lượng kiểm tra bên trong xe. Tôi đi xe. Không phải à, anh làm chiếc xe của vợ tôi thành ra vậy hả? Lão Hà, tôi bị thương rồi. Thật hay giả vậy? Lưng đỡ, đỡ tôi đỡ tôi. Đúng vậy, ngài thị trưởng, lần này phá được quản lý tài chính nghìn tỷ, số tiền lừa gạt trong vụ án lên tới hàng tỷ. Thành viên chủ yếu của tập đoàn phạm tội đã xa lưới toàn bộ. Có điều số lượng của tang chứng vẫn không lý tưởng cho lắm. Hà Chí Dũng, Hà đẹp trai, Hà Chí Dũng, vui lên đúng không? Vui lên đi. Tôi nói lời xin lỗi với anh trước mà. Tôi giải thích với anh một chút nha. Lúc đó tình hình cấp bách, không thể làm khác. Nghi phạm đó sắp chạy trốn mất tiêu rồi. Anh nói xem chiếc xe mới vợ anh mua cho anh dừng ngay ở dưới, nên phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy lên nó đuổi theo hắn, có đúng không? Thôi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh mau biến mất cho tôi đi. Thiệt tình. Đúng vậy hả? Cố gắng giảm thất tổn thiểu cho quần chúng. Anh làm dữ thật luôn đó hả? Anh có biết đổi vị trí mà suy nghĩ không đây? Bây giờ tôi nói anh một lý lẽ nha. Xe của tôi đang đậu ở dưới lầu,
Nghi phạm đang chạy trốn, có phải anh nên lấy xe của tôi đuổi cho kịp hắn hay không? Bởi vì bắt được kẻ tình nghi phạm tội là nhiệm vụ hàng đầu, có phải vậy không? Lão Tiêu, anh nói đều đúng hết. Xuống dưới lái xe của anh qua đây, tôi chắc chắn đuổi theo. Không vấn đề gì, nhưng mà tôi đâu có xe. Bây giờ tôi đi tàu điện ngầm mà, bảo vệ môi trường đó. Hai cậu vào đây đi. Đó. Cục trưởng Lý. Hai vị thần thám làm rất là tốt ha. Tôi thấy hai cậu là muốn tới đòi công trạng với tôi có đúng không? Ở ngoài cửa nghe nãy giờ rồi chứ gì. Cục trưởng, trong quý 1 của năm nay, các kênh cho vay trực tuyến đang tập trung bùng nổ. Các tội phạm kinh tế như là góp vốn cổ đông, huy động vốn bất hợp pháp, bán hàng đa cấp, tổng số tiền liên quan đã lên tới hơn 410 tỷ. Các vụ án với số tiền nhiều hơn 10 tỷ và hơn 100 triệu nạn nhân xảy ra thường xuyên đó. Tuy vụ án quản lý tài chính ngàn tỷ lần này, số tiền của vụ án chỉ hơn 1 tỷ. Nhưng mà chúng ta đã bắt được nghi phạm chính. Răn đe rất lớn đối với sự kiêu ngạo của phần tử tội phạm. Trong một mức độ nhất định cũng cứu vãn được tổn thất của quần chúng. Phó đội trưởng Hà, trong quá trình điều tra phá án lần này, đã cống hiến một chiếc xe, xe đua nhỏ do vợ của anh ấy mới mua. Xe bị hư rồi, cho nên tôi cảm thấy tất cả chính là tinh thần phá án của chúng tôi, đáng được khen thưởng. Còn về chuyện phạt, thì cứ theo ý của anh nha. Được rồi, công lao vất vả đều được hai cậu nói hết rồi. Còn chuyện phạt là quăng hết ở chỗ của tôi, có đúng như vậy không? Cũng không phải mà, tôi... Không phải thì là cái gì hả? Trong một ngày hôm nay đã nhận được hơn 10 cuộc gọi khiếu nại rồi. Điện thoại của tôi cũng đã sắp đổ tung luôn. Được rồi, chuyện khiếu nại để tôi xử lý cho. Lão Hà, xe của cậu, cục sẽ nghĩ cách giúp cho cậu. Cảm ơn cục trưởng. Vì truy bắt tăng giảm tổn thất, chúng ta thực thi lần này còn chưa đạt tới 5% nữa. Quá thấp rồi. Dòng tiền vốn này rốt cuộc đã đi đâu? Kẻ hưởng lợi đứng ở phía sau, các cậu nhất định phải điều tra rõ cho tôi. Rõ. Cục trưởng Lý yên tâm đi, nghi phạm đã bị bắt giữ rồi. Chúng tôi sẽ về thẩm vấn ngay. Tiêu Kiếm à, cậu đợi một lát. Dạ. Ê, tôi nghe nói cậu bị thương hả? Có sao không vậy? Tôi đâu có bị thương. Cậu đó, cậu đó. Lão Hà làm cộng sự với cậu coi như là xui xẻo rồi. Ê, ngày mai lãnh đạo cũ của cậu Lâm Đốn sẽ tới. Cậu về chuẩn bị một chút đi. Sư phụ của tôi sắp tới hả? Alo Lão Hà, Nguyệt Nguyệt sắp về rồi đó, anh đừng có quên ha. Em yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt anh sẽ đi đón. Không thể trông mong vào Lão Tiêu được đâu. Hay là để em đi cho. Chiếc xe em mới mua anh đã đem về cho em chưa? Là như vậy bà xã à. Là hôm qua anh bận quá, anh chưa kịp đem xe về. Thứ hai anh sẽ đem về. Vậy được, vậy anh tự mình nghĩ cách đi ha. Được. Lại một đêm không ngủ nữa. Dạ phải, xảy ra chuyện lớn như vậy, em muốn ngủ cũng không ngủ được. Suy nghĩ kỹ chưa? Chính là mới nãy, em lại càng chắc chắn vụ tai nạn xe lần này có điểm kỳ lạ. Nói ra nghe. Theo lời miêu tả của tài xế xe tải Trương Hằng, anh ta tại cuối dốc của đường rẽ vô tình xảy ra va chạm với xe của Trương Hoa. Nhưng nếu nói theo lý thường, xe nhỏ sẽ dễ phát hiện ra xe lớn hơn. Nhưng tại hiện trường vụ án, bọn em chỉ phát hiện vết thắng của xe lớn. Nhưng ở phía trên dốc, bọn em lại phát hiện ra vết thắng của xe nhỏ. Cũng có nghĩa là trên dốc có thể là hiện trường vụ án thứ nhất. Rất có khả năng này. Đó cũng chính là nguyên nhân tối hôm đó bọn em điều tra suốt đêm vẫn không tìm ra được thiết bị bị mất tích. Tài xế xe tải này rất có thể đang nói dối. Liệu có khả năng là được thuê đã giết người hay không? Rất có khả năng này. Điều tra anh ta. Dạ. Thầy à, chuyện lần trước em nói với thầy, thầy suy nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi. Đã tìm được một ứng viên phù hợp cho các em. Người này các em cũng rất quen thuộc, là bạn học của em và Trương Hoa. Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm. Vui đúng không? Cục trưởng Lâm, em có ý kiến với việc để Tiêu Kiếm làm tổ trưởng tổ chuyên án. Tại sao vậy? Thứ nhất, thành phố chúng ta nhiều phân cục, có hàng chục ngàn cảnh sát. Thầy điều người từ bên ngoài về, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Nói với mọi người đừng nghĩ nhiều.
Được. Thứ hai, mục tiêu lần này của chúng ta là Tư Phong của cổ phần tư nhân Hải Tường. Tiêu Kiếm và Tư Phong có ân oán cá nhân. Con người ảnh làm việc theo cảm tính, thường xuyên vô tổ chức. Nếu để ảnh làm vụ án này, em sợ ảnh hành động theo ý riêng. Không kịp nữa. Lãnh đạo đã đồng ý rồi. Tiểu Khanh à, điều kiện chỗ con cũng được lắm. Ê, bài trí cũng đẹp lắm đó nha. Đây là cái gì vậy? Cái này là cậu chuẩn bị đúng không? Ăn đi. Ăn đi. Ăn. Cho chó, chó còn không ăn, cậu lại cho người ăn. Lạ thiệt. Nó ăn. Chú Cao Sương, chú cũng lớn tuổi vậy rồi, không biết chú có biết hay không, loài cá không phải chết đói mà chết no. Thiếu Khanh, nói lời ẩn ý, con muốn cái gì đây? Bây giờ con đang tiếp quản tập đoàn Tam Hợp, nhưng mà con phải nhớ kỹ từng giây từng phút một. Dài dế. Chú Cao Sương nói rất đúng, chú là người trên, còn con là kẻ dưới. Mời chú. Vốn dĩ nên là như vậy. Chú Cao Sương, số tiền mà chú chiếm dụng của Long Ca trên thị trường cổ phiếu, cả gốc lẫn lãi cũng kiếm được không ít. Nói theo tình theo lý là công lao lớn, nhưng bây giờ cảnh sát đã để mắt tới rồi. Chú là người lớn, chắc chú không quên nguyên tắc của Tam Hợp chứ. Gài chú sao? Hả? À, chú cho con biết nha, mấy cái chuyện này chú rành hơn con rất là nhiều. Được, chúng ta tạm để chuyện tiền qua một bên. Bây giờ con đang rất muốn hỏi là ai giúp chú kiếm được nhiều tiền như vậy trên thị trường cổ phiếu? Chú đừng có nói với con là chú dựa vào chính mình để kiếm được số tiền đó trên thị trường cổ phiếu nha. Chuyện này có cần liên lụy tới người khác không? Trượng nghĩa. Đây gọi là trượng nghĩa. Nếu đã như vậy, chú Cao Sương, con sẽ không hỏi nhiều nữa. Chỉ cần bây giờ chú trả lại tiền cho con cả gốc lẫn lãi, con sẽ đưa chú ra an toàn.